Thưa quý vị, loa phường là câu chuyện được rất nhiều người dân thủ đô Hà Nội quan tâm trong thời gian gần đây. Và liên quan tới nội dung này thì vào ngày 27 tháng 7, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã chủ trì buổi cung cấp thông tin báo chí xoay quanh việc sử dụng loa phường để tuyên truyền về đường lối chính sách của chính quyền đến người dân thủ đô. Và theo bà Hương thì đài truyền thanh là hình thức thông tin cơ sở đang phát huy hiệu quả và có vai trò quan trọng, đóng góp vào sự ổn định, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội. Và đồng thời bà Hương cũng khẳng định Hà Nội chưa từng dừng vận hành loa phường mà chỉ thay đổi cách thức tần suất hoạt động để thân thiện hơn với người dân. Không những vậy, được biết trong đề án mới thì Hà Nội đặt mục tiêu áp dụng trí tuệ nhân tạo hay là sử dụng dữ liệu lớn Big Data để không chỉ tiết giảm được nhân sự tham gia công việc này mà còn có thể tăng tính đồng bộ về công tác chỉ đạo và truyền thông của thành phố.